Mình khởi hành lúc mấy giờ? Đi sớm để tôi còn về kịp Việt Nam tối ngày mai. Anh đâu cần gấp. Sáng mai anh có thể ở lại Phnom Penh một ngày, rồi trở về Việt Nam cho khỏe. Tôi thật là chẳng ra làm sao. Làm trinh sát đã 2 năm rưỡi rồi mà cứ bị cảm xúc lấn lướt. Làm hỏng việc, coi như là tôi không hoàn thành nhiệm vụ. Anh tự trách mình làm gì? Anh làm việc như vậy là người có trách nhiệm, là người có lương tâm đó chứ. Anh phải xác minh đầy đủ, đúng không anh? Dĩ nhiên là phải tiếp cận đối tượng, phải xác nhận đầy đủ chính xác để không bị nhầm lẫn. Nhưng mà cái cách của tôi làm việc không được khéo nên mới bị đối tượng phát hiện, bỏ trốn mất. Hay là anh báo cáo là không gặp đối tượng đi. Chứ đừng có báo cáo là đối tượng bỏ trốn. Tôi muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa, tìm cho ra đối tượng. Chắc hắn chỉ quanh quẩn ở đâu đây thôi. Chắc chắn cô Nhi sẽ tìm cách liên lạc với hắn. Có khi nào anh bị cô Nhi nói dối không? Biết đâu hắn vẫn còn trốn trong nhà ông bà Đại Thành. Excuse me, someone wanna meet you. Where? He is standing over there. Trời đất, ông Đại Thành tới kiếm. Chắc là có chuyện gì thú vị đây. Thôi, cậu cứ ngồi đây, để tôi ra coi coi có chuyện gì. Chào anh. Chào cậu. Rất vui khi được anh tới tìm em. Tôi muốn mời cậu đi uống bia được không? Ngay bây giờ hả? Phải, bây giờ. Để tôi kêu anh bạn Sóc đi cùng được không? Xin lỗi, tôi có chuyện riêng. Muốn nói chuyện với một mình cậu thôi. Nếu không phiền, tôi mời mình cậu thôi được không? Thôi, anh chờ em một chút. Để em nói bạn em về nhà nghỉ trước, để bạn em ngồi chờ một mình thì không hay. Được Anh rồi. ngồi đi. Xin lỗi anh, tại vì tôi gặp ông Thành có chút chuyện. Vậy làm phiền anh nha. Có gì tôi sẽ liên lạc với anh sau. Cảm ơn anh. Được rồi. Chào anh, gặp lại Tạm biệt sau. anh. Dạ, sao anh biết chỗ tôi ở? Ở thành phố Siem Reap này đâu có mấy khách sạn loại này. Dạ, hôm nay anh đến đây tính bàn chuyện làm ăn gì đây? Tôi muốn bàn chuyện làm ăn lớn với cậu. Mình đi ra ngoài uống bia nói chuyện được không? Dạ cảm ơn anh. Chắc mình ngồi đây nói chuyện cũng được anh à. Tôi có chuyện riêng. Thật sự tôi không định làm bạn buôn bán với cậu. Anh nghĩ là tôi không đủ tầm để làm ăn với anh sao? Phải. Nhưng tôi biết cậu không phải là nhà buôn. Tôi biết cậu là người của nhà đang đi tìm bắt tội phạm. Tôi đến đây là định để nói với cậu về chuyện của thằng Hận với con Nhi. Cậu biết không? Vợ chồng tôi hiếm muộn.
chỉ sinh được một mình con Nhi. Nó là đứa con cầu tự của vợ chồng tôi. Nhưng nó không được khỏe. Nó mang chứng bệnh tim bẩm sinh cậu ạ. Nó là đứa sống tình cảm. Từ nhỏ đến lớn, nó không biết cười hồi nào, lúc nào cũng u buồn không thôi. Vợ chồng tôi tìm đủ mọi cách để đưa nó về Việt Nam sống, cho nó học bên trường Việt Nam. Nhưng mà nó không biết kiên cường, lúc nào cũng ngồi chơi đàn dây một mình. Vậy sao? Lạ quá. Nhưng mà mấy bữa trước cũng có lúc cô cười vui vẻ mà. Đó, cái mà tôi muốn nói với cậu là chỗ đó. Nó thật với cậu, vợ chồng tôi không hiểu làm sao. Vợ chồng tôi chỉ biết tin vào phép nhiệm màu của đấng bề trên thôi. Ý anh nói như vậy là sao? Khi nó gặp thằng Hận thì nó khác hẳn. Nó đổi tính đổi nết một cách lạ lùng lắm. Nó cười nói luôn miệng. Bạn muốn tìm về nguồn cội để tự mình xóa đi mọi tội lỗi trong quá khứ. Bạn muốn tìm về nguồn cội để tự mình xóa đi mọi tội lỗi trong quá khứ. Cội nguồn, xóa tội lỗi. Đúng rồi, chắc chắn anh lên trên đó. Chắc chắn anh lên trên đó. Mà nè, chị có biết gốc gác của thằng đó ra làm sao không? Làm sao tôi biết được? Tự nhiên nó đâu trên trời rớt xuống trước mặt nhỏ, làm nhỏ mất ăn mất ngủ à. Vậy à? Trời ơi, tôi khổ sức vậy đó. Ba con đâu rồi má? À, ba con đi đâu rồi, tối giờ chưa về. Tôi nói thiệt nha, con bé Nhi này nè, tôi thấy anh chị chịu chuộng nó quá đáng à. Ông bà ta nói rồi, con cưng là con hư nha chị. Mình thương con mình thì cũng để cho người khác thương nữa. Nhưng mà con Nhi nhà tôi đâu có hư chị. À thì không, ý là tôi nói chung chung vậy đó. Còn con bé Nhi này á, theo tôi là anh chị phải gả chồng cho nó thôi. Út thêm đó, được lắm. Thằng nhỏ đâu rồi? Rồi,
chắc là đi ngủ nữa rồi. Tội nghiệp quá đi, từ chiều tới giờ đòi đi về miết à chị. Con Nhi nhà tôi á, nó không có thương cái thằng đó, mà nó thương cái thằng Hận kia kìa. Nhưng mà mình đâu có biết thằng Hận nó ở Việt Nam nó làm gì đâu. Lý lịch không rõ ràng, gốc gác ông bà cha mẹ chị có biết gì đâu, thì làm sao chị dám gả con gái cưng của chị cho nó, đúng không? Mà nè, nè, tôi nói thiệt cho chị nghe. Hồi này á, là tôi thấy nhiều người bị lệnh truy nã bên Việt Nam mình trốn qua Campuchia lắm đó. Chị phải cẩn thận nha, coi chừng á, mình lại giao trứng cho ác đó. Nghe không? Dạ, hồi nãy anh đang nói dở chuyện gì hả? Tôi nói chuyện của thằng Hận. Gia chồng tôi gặp nó trong hoàn cảnh như vậy đó. Tình cờ mà cứ như là có sự sắp đặt của trời Phật. Dạ, cái chính anh đến đây gặp tôi để nói với tôi điều gì? Mới đầu tôi à, ông cậu nhận lý nó. Coi đây như là một chút quà của gia đình tôi. Tôi chỉ xin cậu một điều, là cậu cứ coi như không biết thằng Hận ở đâu. Cứ coi như thằng Hận nó đã chết trong trường thiên nước độc của cái xứ Xiêm Rệp này. Ba, sao giờ này con chưa ngủ? Con điện thoại vô xưởng hoài mà không ai bắt máy hết. Ba đi đâu về vậy? Con đừng có buồn nữa, ngủ đi con. Ba ơi, ngày mai con muốn ba đưa con lên núi Cô Len. Con muốn lên chùa Phật lớn. Để làm gì con? Mới đi tuần trước mà. Ba còn nhiều công việc ở xưởng lắm. Nếu ba kể công chuyện thì con đi một mình. Con phải lên đó kiếm anh Hận mà ba. Mà chắc gì nó đã quay trở lại đó. Anh lên đó mà ba. Anh viết thư nói là tìm về nơi cội nguồn để xóa sạch mọi tội lỗi trong quá khứ mà ba. Bộ nó nói với con vậy sao? Dạ. Con à, con đừng nghĩ tới thằng Hận nữa có được không? Ba, sao ba lại nói vậy với con? Ba không thương con sao? Ba mới đi gặp cậu Đức công an. Trời đất, ba gặp cái người đó để làm gì? Con đã nói với ba, người đó không có tốt. Ba gặp người đó để khai báo hay sao? Ba không thương con thiệt rồi. Ba gặp cậu Đức đó để nói cậu ấy tha cho thằng Hận đi. Thiệt vậy hả ba?
Con cảm ơn ba. Rồi sao hả ba? Người đó có đồng ý không? Ba nói với nó về Việt Nam, nói với mấy ông lớn là không gặp thằng Hận. Coi như thằng Hận trên núi Cô Lên mà chết rồi. Thiệt hả ba? Rồi sao? Rồi người đó có đồng ý không? Không được con à. Nó không chịu nhận tiền của ba đưa. Tiền gì hả ba? Thôi con đi ngủ đi. Không nên thức khuya con à. Nhưng mà sáng mai con muốn ba đưa con lên núi Cù Lên tìm anh Hận nha ba. Ba. Ông định đi với con Nhi lên núi Cù Lên hả? Ừ. Chi? Hồi tuần rồi đi rồi. Thì con Nhi nó muốn đi, tôi đưa nó đi. Hai cha con ông có âm mưu gì? Hồi sáng giờ tôi thấy thì thầm với nhau nha. Ông nói coi, đúng không? Không có gì đâu. Tại thằng Hận nó bỏ đi, cho nên con Nhi nó muốn lên núi để cầu Phật lớn cho bình an thôi mà. Thằng Hận? Nghe chị Năm nói phải cảnh giác với cái thằng Hận đó. Bây giờ báo công an đăng tin truy nã nhiều lắm. Có nhiều người trốn qua đây lắm. Cái bà Năm á, bà đang muốn làm mai con Nhi cho thằng cháu của bà. Thành ra bà cứ nói đủ thứ chuyện thôi. Tôi cũng đi. Bà đi làm chi? Bà ở nhà với bà Năm đi. Tôi đi với con Nhi. Tôi muốn lên núi Cù Lên để xin một cái sâm cho con Nhi với thằng Thêm có được hay không? Hình như họ vẫn còn ở trong nhà đó. Có bóng thấp thoáng của một thanh niên trẻ. Hay là mình ập vô nhà đi anh? Không nên. Sóc ở đây nghe. Ơi, khoan, anh chị ơi. Trời ơi, từ nào tới giờ tôi ao ước được đi núi Cù Lên mà tôi đâu có được đi. Sẵn dịp hôm nay anh chị đi, cho tôi đi theo với nha. Chờ tôi vô thay đồ nha. Xe chật rồi, bữa khác tôi đưa chị đi nha. Vậy nha.
Có khi nào mình bị hai cha con họ đánh lừa không? Nơi nguy hiểm là nơi ẩn náu lý tưởng nhất. Gia đình họ đi núi Cô Lên. Có một người phụ nữ Việt Nam ở nhà cùng với Hận. Người này có vẻ mới từ Việt Nam sang. À, thôi mình vô đi. Có vẻ thuận lợi vào giờ chót. Mọi chuyện có vẻ không phức tạp lắm. Thôi mình đi. Không biết tiếng Khmer sao mà trả lời người ta đây ta. Không có. Không có ai. Đi hết rồi. Chào chị. Ủa, cậu là người Việt Nam hả? Dạ. Trời ơi, vậy mà tôi cứ lo làm sao nói chuyện đây. Có gì không? Ủa, chị mới bên Việt Nam qua hả? Tôi Cần Thơ qua. Hai cậu quen biết anh chị Đại Thành hả? Dạ. Tụi tôi làm ăn với anh Đại Thành. Tụi tôi muốn lấy hàng gỗ của anh Đại Thành. Tiếc quá. Anh chị vừa mới đi hết rồi. Đưa con bé Nhi lên chùa núi Cô Lên. Trời ơi, nghe nói chùa này linh lắm. Ủa, chị ở nhà có một mình hả? Đâu có. Có con cháu tôi nữa, cũng ở Việt Nam qua. Vậy sao? Vậy cháu của chị cũng ở nhà hả? Vậy cho tụi em vô làm quen được không? Vô chơi. Trời ơi, cháu tôi qua đây không quen biết ai hết á. Suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn tội nghiệp lắm. Nó đang buồn nữa. Chờ chút nghe, dạ. Rồi lấy chìa khóa. Dạ. Ha. Không ngờ mọi chuyện có vẻ thuận lợi và giờ chót. Mời hai cậu uống nước. Uống nước lạnh cho nó mát nha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn chị. Uống nước đi cậu. Cháu chị đâu? Cháu tôi nữa hả? Dạ. Hai cậu ngồi đợi chút nha, để tôi gọi nó. Dạ, em cảm ơn chị. Út Thêm. Út Thêm à, ra dì biểu nè con. Út Thêm. Trời ơi, làm gì mà ngủ suốt ngày vậy? Dậy đi con. Có khách Việt Nam qua nè. Út Thêm. Út Thêm. Trời ơi, làm gì mà ngủ suốt ngày vậy? Ngủ chứ làm gì? Trời ơi, ra đây. Ngủ hoài à. Đây. Cháu tôi đây. Mấy người này là... Chào em. Ủa? Dạ con đâu có quen mấy anh này đâu. Cái thằng không quen thì từ từ quen. Trước lạ sao quen. Hai anh này là người Việt Nam qua đây làm việc đó. Ủa? Em qua đây có một mình thôi à? Dạ đâu có, ở tới mấy người mà. Ý nó nói là nhà này còn mấy người nữa lận. Trong nhà này có người nào từ bên Việt Nam qua chung với em không? Có người nào tên Hận không? Ý cậu muốn nói là thằng Hân đó hả? Dạ phải. Có chuyện gì không? Cái thằng đó nó làm sao? Mấy cậu quen đó hả? Tụi em muốn gặp Hận có một chút chuyện. Mà Hận có nhà không chị? Trời ơi, cậu biết không? Mấy bữa trước nó ở đây chứ đâu. Nhưng mà nó bỏ đi mấy ngày nay rồi. Đó, bữa nay nè, con Nhi nhà này á lên núi Cô Lên để tìm thằng đó đó. Nè, vậy chứ hai cậu á quen biết thằng đó ra làm sao? Thân không? Dạ, không có gì. Tụi em biết Hận ở bên Việt Nam á. Thôi. Xin phép chị nha. Dạ. Sao đi gấp vậy? Mà ở đi chơi đã, ăn cơm, tôi nấu cơm nha. Dạ. Ở lại ăn cơm đấy tụi nha. Em có việc gấp phải đi. Trời ơi, tiếc quá. Vậy thôi,
Út thêm, chìa khóa kìa con, đi đi ra mở cửa cho mấy anh. Dạ em chào chị. Chiều tối hai anh tới chơi nữa nghe. Chào bạn nha. Khi nào em mới về Việt Nam? Dạ em muốn về liền, tại vì Nam cứ kêu chờ bữa nay nữa. Vậy à, chờ gì? Nghe cô Nhi lên núi gì đó tìm người yêu của cổ trốn ở trển. Chừng nào mà kiếm không được mới trả lời cho em biết. Thôi tụi anh đi nha. Anh là người may mắn. Tại sao? Tại vì anh mong có cơ hội để lên núi Chu Len và tắm suối ngàn liên ga. Việt Nam nói cầu được tốt thấy. Thì tôi cũng không biết mình cầu gì đâu. Anh cầu bắt được tội phạm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tâm tôi đang cũng không hẳn cầu mong điều đó. ខ្ញុំសូមសួរបងតើជំរាបសួរអូនស្រីបងសុខសប្បាយទេចាសសុខសប្បាយអឺសើមិនគាត់បានមកនេះហើយគាត់ហើយបានទិញនំផ្ញើខ្ញុំពីផងមែនអត់ខ្ញុំខំគង់ដែលគាត់មិនដឹងគាត់ថាណាទេគាត់ឡើងទៅលើបាត់ហើយអរគុណ Nhi, lại đây bà biểu nè. Ba. Con đưa bà lên lễ Phật xin xăm gì đi. Ba đi đâu? Bà xuống với xưởng mộc, chỗ chú bà Mạnh làm hồi trước. Bà hỏi con sao? Ba nghĩ chắc nó tới xin việc ở đó. Để con đi với ba. Đừng. Con đi với ba, má con nghi đó. Nghe. Con đi với má con lấy Phật cho đàng hoàng. Dạ. Hai cha con giấu tôi chuyện gì phải không? Thì thầm từ sáng tới giờ. Chuyện gì? À, đi kiếm thằng Hận trên này chứ gì. Má đoán đâu trúng đó. Bây giờ con với má lên lễ Phật xin xăm, để ba thử đi tìm anh Hận giùm con. Thôi vậy đi.
Hận. Bác đi chùa à? Không, tôi tìm cậu đó. Bác tìm con có chuyện gì không? Con xin được việc làm ở đây rồi. Mới mấy ngày mà thấy khác quá hả? Vất vả không? Dạ, con làm được. Thôi, đi ra bắt biểu. Với lòng thật, con cầu xin Đức Phật giúp cho con tìm gặp lại được anh Hồng. Con cầu xin Đức Phật cho con giúp anh Hồng tu tâm dưỡng tánh thành người tốt. Anh thấy người sao rồi? Còn nóng không? Anh không sao. Trời ơi, người anh còn nóng như than vậy nè. Hay là tí em ra tiệm thuốc tây mua cho anh mấy viên thuốc nha. Không cần đâu. Tiền đâu mà mua. Anh ăn chút cháo là hết bệnh à. Vậy thôi, bữa nay nghỉ chạy xe một bữa đi. Để anh ráng chạy, lấy tiền để trả nợ cho người ta. Nhưng anh bệnh như vậy, làm sao mà chạy được? Anh cứ nghỉ một buổi đi. Không sao đâu em. Quá ngày trả nợ rồi. Bây giờ mình phải kiếm thêm tiền. Với lại em cũng sắp tới ngày sanh rồi, mình phải có tiền để mà nuôi con nữa chứ. Phải chi? Điều trúng mùa. Người ta mướn mình đi lượm hột điều, còn cái tiền anh chạy xe ôm
đủ tiền trả nợ cho người ta rồi. Không sao đâu em, sống có người có lúc, đâu có ai mà khổ hoài, cũng không ai giàu hoài đâu. Mày lại giữ hiện trường nghe chưa? Dạ. Vô. Mấy anh là ai vậy? Mày là thằng Thiện phải không? Phải thì sao? Mày có biết rằng mình nợ chủ tao bao lâu chưa? Hả? Cái xe cà tàng này trị giá bao nhiêu? Anh ơi, ráng cho tôi vài bữa nữa. Tôi hết bệnh, tôi chạy xe kiếm tiền tôi trả nợ cho mấy anh. Tao á thì đáng cho mày được, nhưng mà ông chủ của tao không đáng cho mày được đâu. Hôm nay là hạn chót, tao xiết cái xe của mày. Anh ơi, anh đừng có lấy xe của tôi. Để cho vài bữa tôi hết bệnh rồi tôi chạy xe kiếm tiền trả nợ cho mấy anh mà. Đúng ra. Dạ phải. Sao đây cả? Tôi năn nỉ anh mà. Buông ra đi. Mình ơi. Anh đừng có lấy mà. Anh ơi, anh làm ơn đi. Tôi xin mấy anh mà. Mình ơi. Anh ơi. Anh đừng có lấy xe tôi mà. Anh ơi, trả xe lại đây đi. Làm ơn. Đi. Ông ơi. Ông tha cho vợ chồng tôi. Ông lấy một xe rồi. Vợ chồng tôi không biết lấy gì kiếm tiền để trả ông đâu. Ông làm ơn tha cho vợ chồng tôi đi. Vợ chồng tôi sẽ kiếm tiền trả ông mà. Thiếu nợ thì phải trả. Buông ra, không lo cái gì. Ông ơi, ông tha cho vợ chồng em, đừng có lấy chiếc xe đi mà. Ông ơi, bây giờ mày muốn không thì nói. Không, không muốn. Gì vậy? Chuyện sao? Chuyện có sao không? Anh ơi, đi. Còn mang tới là phiền lắm. Đi, đi cho anh chị đi. Đi, đi chị bà. Đi, đã. Mình ơi, mình ơi, mình ơi. Có ai cứu vợ tôi không? Con không có ý giết người. Con chỉ là người đi đòi nợ thuê cho ông Trần, chuyên đòi nợ thuê cho người ta. Vô tình, cả hai mẹ con người đó đều chết. Ông Trùm sợ bị lộ, cho nên kêu con trốn sang bên này. Con không quen biết ai bên này hết. Mẹ con có quen biết chú Ba Mạnh, chứ bản thân con cũng không biết mặt chú Ba. Thôi được, bác tin là con nói thật. Bác tin là con không phải là người xấu. Điều quan trọng là bác thương con gái của bác, con Nhi. Bác đi tìm con,
là tìm cho con Nhi đó. Nó đã không ăn uống ngủ nghe gì mấy bữa nay rồi. Con không cố ý làm cho Nhi như vậy đâu. Con biết là Nhi thương con, nhưng mà con không dám đón nhận tình cảm của Nhi cũng như của hai bác đã dành cho con. Bác có tới gặp cái cậu Đức đâu, nó theo dõi con mấy bữa nay rồi. Bác cũng có đưa tiền cho nó, mua chuộc nó, để kêu nó tha cho con, mà nó không nhận tiền. Bác cũng không biết phải làm sao nữa.